Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Hailey không có được khỏe. Hồi sáng giờ Hailey ói rất là nhiều. Mà Hailey ói, Hailey không có nói được chuyện luôn. Rồi sau đó chồng Hailey anh đi làm vậy đó. Và cái Hailey quá không có biết gì hết trơn á. Tại vì Hailey chỉ biết nằm ói rồi nằm ngủ à. Tội nghiệp chồng Hailey lắm, anh đi làm về cực khổ. Anh dẹp hết phòng ốc luôn. Anh dẹp hết tất cả. Tại vì anh nghĩ tại phòng Hailey nhiều quá, nhiều đồ quá, cho nên Hailey ngợp, Hailey bệnh đó. Rồi sau đó anh nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ theo dõi Hailey cũng có tiếng đồng hồ trên điện thoại á. Vẫn ngồi và theo dõi á. Thì bà khuyên Hailey nhập viện để cấp cứu. Nhưng mà Hailey không có chịu đi. Hailey quyết định Hailey không có chịu đi. Tại vì Hailey sợ nhập sợ nằm bệnh viện lắm. Như là thời buổi Covid đó, người ta không có cho chồng Hailey ở chung. Hailey không muốn đi. Thì bây giờ Hailey khỏe, Hailey mới ngồi nói chuyện. Nói chuyện cho cả nhà nghe về hôm nay là bị vậy á. Hailey ói bằng cái thau này sáng vô nè. Ói vậy không? Mà mỗi lần nhìn cái thau này Hailey ngán lắm. Lúc nào cũng bị ói lắm. Chồng Hailey đi dọn sạch sẽ luôn, cả nhà nhìn nè.